Wow, bầu này bít nắp đẹp luôn. Ui xa mệt quá phê mọi người ơi, rất chi là đá luôn mọi người ơi. Xong mọi người, cây của nó này, cây đấy nhá, và toang trên nó mọi người ạ. Bắt đầu trèo nhé mọi người, khói nó quá khói đó mọi người. Còn quá bự luôn mọi người. Ui xời, quá đá mọi người ơi. Ui xời, mà không biết bầu mật nó như nào thôi nhé mọi người. Ong thì khá là bự rồi ạ. Đó, chắc chi là tuyệt vời luôn. Wow, đúc của mình ở trong kia mà vẫn khói quá trời luôn mọi người. Wow, bộ mặt khá là đẹp nhé mọi người. Đây, bộ mặt nó kia mọi người, vui rồi. Quá là phê, quá là thích luôn á mọi người. Wow, bầu mật này mọi người ơi, quá đá nhé mọi người.
Wow, quá phê, quá là tuyệt vời. Có mấy cái dây mà nó còn tua trong cái ổ mật mọi người ạ. Quá bự luôn. Cho mọi người xem này. Đó. Rất chi là phê nhé mọi người. Đó mọi người thấy chưa? Quá là bự luôn. Đó. Quá bự mọi người ạ, quá tuyệt vời thôi. Wow, bầu mật này mọi người càng đét luôn á. Ong kìa, bu đầy luôn nhá. Ui xà, quá phê mọi người ạ. Quá đá luôn mọi người ạ. Wow, bầu này bít nắp đẹp luôn. Đây. Quá là thích luôn mọi người ơi. Đó. Ui xà. Khó lại chơi mọi người. Mỏ mật thì càng nét luôn. Còn không biết phía dưới nó như nào nhé mọi người. Wow, ong bu rất chi là nhiều. Đây, ong quá đáo mọi người ơi. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đây là phía bên ngoài nhé mọi người. Quá tuyệt vời mọi người. Hello mọi người. Quá đá lắm mọi người ơi. Đó. Quá là tuyệt vời mọi người. Ui xa, mệt quá phê mọi người ơi. Chào mọi người nhá. Rất chi là đá luôn mọi người ơi. Wow, quá phê. Đó, mọi người cứ bảo là làm vì đam mê. Nhưng mà đây mình đó, mình đây thực tế đây. Mình làm vì cuộc sống rồi mọi người nhá. Ong rất chi là bu nhiều lắm mọi người ạ. À. Wow, quá là đẹp lắm mọi người nhé. Ui xa. Quá thích luôn. Ong rất là hiền nhé mọi người. Yeah.
qua đá luôn mọi người ở mặt này. Cà phê nhá. Bỏ mặt căng đét luôn mọi người ạ. Xong rồi chuẩn bị xuống rồi mọi người nhé.